rất phê luôn các bạn ạ. Tiếng căng. Một con âm ly to dày dặn của Yamaha A3, bán luôn giá 2,5 triệu các bạn nha. Hàng bao zin đét và đẹp. Xước sát tí tí là có, nhưng mặt phay nhôm tương đối mượt mà. Đó. Nói chung trong tầm giá 2,5 triệu là khỏi điểm chê luôn. Và quan trọng là chất âm to dày dặn, âm ly cũng khủng. Yamaha A3 đánh hai cầu loa cộng B. Bề ngang là 43,5, chiều dày 14,5, còn chiều sâu 35. Chơi những đôi loa Nhật từ bát 20, 25 đến 30 được các bạn nhé. Chạy 4 xò than và âm ly là 100V, 160W. Cần loa cắt tần này, cái nút này bật sáng nha, nút này không bật này. Đang chạy đường tín hiệu AUX, cần loa volume. Mặt phay nhôm, con âm ly này rất dày dặn. Hình thức đẹp. Hàng bao zin đấy nha. 4-16. Đằng sau đẹp nha. Thông số này 160W sản xuất tại Nhật, 100V. Chơi vào những dòng loa Yamaha, Diatone, Pioneer rất hay luôn. Tiếng trung thực với dòng Yamaha này. Có thể ghép vang hát karaoke được với con âm ly này, với những đôi loa bát 25-30. Xin chào, hẹn gặp lại anh em.